Hello các bạn. Xin chào các bạn đã trở lại với YouTube Bà Tám Căn Thơ. Hôm nay Tám đang ngồi ngoài hiên, ngoài sân của Tám. Trời thì đang mưa, mưa tầm mưa tả. Nhưng mà Tám á, ok micro rồi đây. Các bạn nói là Tám á, nói cái âm thanh hơi nhỏ. Thì bây giờ Tám có cái micro rồi này à. Thấy không? Micro tôi bây giờ tôi gắn vô nha. Đó. Gắn cái micro đó. Thấy nghe có gì khác không? Lúc mà gắn micro và khi mà không gắn micro có nghe khác không? Thì hôm nay trời mưa lạnh lắm nha. Chiếu các bạn con mà trời mưa nè. Bạn có nghe tiếng mưa rơi không? Tại vì các bạn biết sao, Cali rất là cần mưa. Hồi đó lúc mà mới qua không thấy mưa, cái con mưa. Tại vì mà mình ở Việt Nam mình mưa, mình có mưa hoài à. Mình nghe mưa hoài à, mình thấy bình thường. Mình qua bên đây ít lắm. Có khi nào mà thấy được mưa lắm cho nên mà mỗi lần mưa thì thấy cũng rất là buồn buồn. Nhưng mà Cali thì cần mưa, bởi vì Cali ít mưa lắm, hiếm khi nào mưa. Nhưng mà năm nay thì Tám thấy Cali mưa nhiều, năm nay mưa nhiều. Mấy năm trước mới có một trận mưa một lần, mà người ta nói là mưa thì mới có cần nước. Cali rất cần nước cho nên là rất là cần mưa. À Cali mà thấy mưa là khoái lắm. Các bạn ơi, chắc là Tám phải đi vô trong nhà quá, ngồi quá. Ngồi ngoài đây á, mưa nó ồn lắm, nói chuyện các bạn không có nghe đâu. Không nghe rõ đâu, mất công nữa. Hôm mấy mình đi vô đi. Thứ nhất á, là lạnh. Thứ hai á, là mưa nó ồn lắm. Không nói chuyện được đâu. Nha, mình đi vô nhà nữa các bạn. Mình dọn nhà. Vô nhà rồi nè các bạn. Ngoài cái ồn ào mưa gió quá. Ê, có mấy bạn gửi cho Tám mấy cái mẫu chuyện. Không phải mẫu chuyện mà cũng có chuyện, mà bên cạnh mẫu chuyện là có gửi những cái thông điệp. Cái kêu bằng thông điệp hả? Ừ. Ông Lê Quang cũng đang ngồi ăn xoài ở đây nè các bạn. Ông nhắc tuồn cho Tám những cái giống như lời văn ý, lời hay, lời hay ý đẹp, lời vàng ý ngọc, lời vàng ý ngọc hả? lời không, lời hay ý đẹp nữa. Có mấy cái ở trên mạng nó hay share mấy cái lời vàng ý lời hay ý đẹp mà nó chạy chữ á, mà mỗi lần mở ra coi nó chữ nhỏ xíu à, coi mỏi mắt quá, nhưng cũng đâu có coi đâu. Chừng nào mà nghe người ta đọc á thì mình nghe mình thích hơn là mình tự tập trung vô mình đọc. Cho nên là bây giờ sẵn đây á, là Tám muốn đọc một cái đoạn nghe cũng rất là hay. Sẵn em đọc cho anh nghe luôn nha anh. Đọc cho anh Lê Quang nghe luôn. Một cái đoạn cũng rất là ngắn. Ai nợ bạn? Thế giới này có nợ bạn hạnh phúc không? Không. Bạn phải sống và tìm kiếm hạnh phúc của đời mình. Kể cả sau nhiều ngày nắng gắt, thế giới cũng không nợ bạn một cơn mưa. Bạn vẫn có nước để uống, vẫn có một mái nhà để che đầu, có những mùa hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời để nhìn ngắm. Thì cuộc sống vẫn đã cho bạn quá nhiều, quá đủ. Hãy trân trọng những thứ mình có. Và nếu chưa đạt được điều mình mong muốn, thì có thể là bạn chưa nỗ lực đủ mà thôi. Cuộc đời không nợ bạn sự bình yên. Bình yên vốn dĩ là một khái niệm không tuyệt đối. Có những người đứng dưới mưa mới thấy bình yên. Có những người lại muốn phải ngồi trong phòng kính nghe tiếng mưa rơi mới đủ bình yên. Có thể bình yên không tìm đến bạn, nhưng bạn phải luôn biết cách tìm đến sự bình yên mình mong muốn. Rốt cuộc, người đang nợ bạn không phải là chính bạn hay sao? Đó,
một cái đoạn văn rất là ngắn, nhưng mà mình đọc mình thấy cảm thấy rất là hay. Theo ý như các bạn suy nghĩ thì cảm nhận của mỗi người khác nhau, cho nên là Câm Thơ chỉ đọc cho các bạn như vậy thôi. Thì mình cảm nhận cái đoạn văn này sẽ làm theo cái suy nghĩ của mình, theo cái cuộc sống của mình. Ủa còn anh sao? Gì? Còn anh sao? Nãy giờ anh nghe em đọc cái đoạn văn này, anh thấy làm sao? Đây là một khái niệm về sự hạnh phúc thôi. Đó là một sự khái niệm về hạnh phúc. Và dĩ nhiên mỗi người có nghĩa người ta khái niệm, có nghĩa là chẳng hạn một người cảm thấy tiền là hạnh phúc, nhưng mà có người là không thấy tiền là hạnh phúc. Mọi người thấy ăn một mặc một cái áo đẹp họ hạnh phúc, nhưng có người không thấy hạnh phúc, họ là cần cái khác. Cái đó là gọi là khái niệm về cuộc sống. Đó là khái niệm. Thì đó, bởi vì em mới nói là trong cái đoạn văn này là mình cảm nhận về mỗi người, cuộc sống của mỗi người như thế nào thì nó cảm nhận khác nhau. Mỗi người có một cảm nhận khác nhau về cái đoạn văn này. Có một cái bài hát là có bình yên nào không xót xa là vậy. Có bình yên nào không xót xa là sao? Có nghĩa là một cái sự bình yên nào chúng ta đều phải trả giá hết. Trả giá. Là muốn bình yên là phải trả giá. Rồi dĩ nhiên nó phải có một cái gì đó. Chẳng hạn như giống như cái bài em nói là có thể những người ta đứng dưới mưa người ta bình yên, ta cảm thấy ta bình yên rồi. Nhưng mà về là không có bệnh sao? Về người ta cũng bị bệnh cảm sao? Đúng không? Nhưng mà ta cảm thấy bình yên lúc đó, nhưng mà nếu mà bình thường cơ thể mình không tiếp nhận được cơn mưa, mình về nhà mình phải uống thuốc chứ thôi cảm sao? Có những người người ta đứng dưới cơn mưa thì người ta thấy bình yên. Nhưng mà người ta đứng dưới cơn mưa người ta về người ta bệnh hả? Ta nói là có những người phải ngồi trong phòng kín nghe tiếng trong mưa phòng rơi. Thôi đã phòng rồi. Phòng kín là không có, nhà mình nãy em đóng cái cửa làm gì có tiếng mưa em nghe. Em mới mở cửa ra mới có tiếng mưa chứ. Nhìn không? Trong phòng người ta có cái trong phòng kính người không, ta cái máy tôn người ta bằng máy tôn ta cũng nghe tiếng mưa rơi được gì. Thì dĩ nhiên bọn ta nói là khái niệm của hạnh phúc mà, mỗi người theo ngữ cảnh khác nhau thôi. Nhưng dĩ nhiên chẳng hạn có những người họ muốn ở nhà họ nghe tiếng mưa, họ cảm thấy ở trong phòng nó ấm áp, nghe tiếng mưa ở ngoài họ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà có người ra ngoài đứng dưới mưa thì thấy hạnh phúc đúng không? Bởi vậy cho nên là cái đó là bởi vì Tám mới nói là Tám chỉ đọc cái đoạn văn này và các bạn nghe thì các bạn sẽ cảm nhận mỗi cái cuộc sống riêng. Một người có những cái cuộc sống riêng khác nhau cho nên mình cảm nhận cũng khác nhau ha. Đã gọi là khái niệm thì cũng có thể đúng hay sai. Có những người đâu có tìm đâu, nhưng mà hạnh phúc cũng đến họ, tại vì họ có cái câu chuyện hạnh phúc của họ, có bình yên của họ, chứ đâu phải ai cũng đi tìm, đâu phải người nào tìm cũng tìm được là bình được yên đâu. Đâu phải đó. Bình yên là ở hay đó, em cũng nghĩ là bình yên đâu phải là tìm muốn bình yên là đúng được rồi. Đâu bởi vậy mỗi lần mình đi cầu nguyện, lúc nào mình cũng cầu nguyện cho mình là bình yên là đầu tiên cầu nguyện là bình yên là điều đầu tiên. Thôi nói chung là cái chuyện này bỏ qua bên ha. Có một cái đoạn này nữa nè, cũng là một cái đoạn ngắn thôi, đọc cái này cũng thấy hay, giờ em đọc thử cho anh nghe nha. Bạn có thể quên những tổn thương trong quá khứ, nhưng đừng bao giờ quên bài học từ nó. Chúng ta lớn lên nhờ những thất bại và trải nghiệm của mình. Trong những bài học của cuộc đời, bài học từ thất bại bao giờ cũng có giá trị và dễ thông cảm nhất. Vậy nếu những tổn thương và thất bại cho ta bài học có giá trị, thành công và chiến thắng cho ta men say ngất ngây, thì cuộc đời này đáng sống và đáng dấn thân lắm. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Chúc cả nhà một ngày mới và năng lượng tràn trề và tâm thế sẵn sàng cho những cuộc hành trình phía trước. Đó, giải thích câu này. Thật sự ra thì câu này sao? Câu này nó quá bình thường. Cái câu chuyện nó quá bình thường. Ai cuộc đời ai cũng té, và ai cũng phải đứng lên từ cái chỗ mình té. Giống ông bà mình xưa vậy, phải đứng lên từ chỗ mình ngã để bước đi tiếp. Có nghĩa là có người ta nói rằng không được phép quên quá khứ, thì có quá khứ mới có tương lai, đúng không? Nhưng mà người ta một người quên một điều, còn cái thì hiện tại nữa,
Thì hiện tại nghĩa là một khi quá khứ thì em phải tới cái thì hiện tại rồi em mới nghĩ tới tương lai được. Bây giờ nếu không có cái thì hiện tại thì làm gì có cái thì tương lai. Tức là tin gì ta nói là đừng quên quá khứ. Người ta hay nói là chẳng hạn như nhìn vào quá khứ để chúng ta làm tại hiện tại và sẽ làm nhiều hơn nữa trong tương lai. Nghĩa là cái quá khứ đó chúng ta không được quên, nhưng mà cũng không có không bao giờ người ta đi dằn vặt cái quá khứ đó cả. Quá khứ, cái gì đã gọi là quá khứ đó là quá khứ. Thất bại hay thành bại hay thành công, tất cả nó quá khứ. Chúng ta chỉ nhìn về nó để chúng ta sống hiện tại và chúng ta bước tiếp thôi. Thật sự ra thì cái này nó là một khái niệm mà thật sự ra người trưởng thành ai cũng hiểu. Không ai đi dằn vặt quá khứ cả, nếu như người hiểu biết và đã đọc sách nhiều. Quá khứ thì cho nó qua đi hả? Không, dĩ nhiên thì này nói cũng đúng, nghĩa là chúng ta không nên là quên hết. Sao chỉ tất cả mọi cái thành hay bại của quá khứ chúng ta đều để dành lại đó để chúng ta sống cho hiện tại và hướng tới tương lai. Chứ không có bữa nào quên được, sao quên được? Em làm quên hết rồi. Quá khứ thì cũng quên sạch nhất, không nhớ gì trơn. Chắc lúc đó chắc là mình những cái gì mình đáng nhớ thì mình nên nhớ, còn những cái gì mình không đáng nhớ thì nhớ để làm gì? Những cái càng buồn mình càng không nên nhớ. Mình nhớ thì mình nhớ những cái vui thôi. Thôi. Những cái này, những cái câu này thì cái clip này đến đây là hết đi. Có những cái câu chuyện rất là hay nè, cũng mấy câu chuyện hay mà dài lắm, cho nên là mình để qua cái clip khác đi nha. Bây giờ bye bye các bạn nha. Ông anh nhìn vô đây một cái xíu, bye bye một cái thôi nè. Bye bye các bạn. Ok, bye.